chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Đài truyền hình Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, thời tiết trên toàn tỉnh trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang dự báo trong 24 giờ tới, tỉnh Tiền Giang tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh. Thời tiết trên toàn tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào, rải rác có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn mưa dông thường có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sấm sét và gió giật mạnh, cần chú ý đề phòng. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ C. Riêng đối với thời tiết các khu vực trong tỉnh, tại các huyện phía Tây gồm Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và huyện Tân Phước, có mây, có mưa rào, rải rác có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ C. Ở khu vực trung tâm gồm các huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo, có mây, có mưa rào và dông rải rác, có mưa vừa, có nơi có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 32 độ C. Thời tiết khu vực phía đông gồm các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công. Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Khu vực trồng cây ăn trái. Thưa bà con, trong những ngày mưa kéo dài, lượng nước đổ xuống vườn rất lớn. Nếu vườn không thoát nước tốt sẽ dẫn đến ngập úng, rất nguy hiểm cho cây trồng. Đất ngập nước, rễ cây thiếu oxy phải hô hấp trong điều kiện yếm khí, khiến rễ tổn thương, mở đường cho nấm khuẩn gây bệnh tấn công. Nhà vườn cần tạo các mương rãnh trong vườn sâu khoảng 20 đến 30cm để thoát nước đi ra khỏi vườn trồng nhanh chóng. Nếu trường hợp mưa lớn, nhà vườn nên chuẩn bị thêm máy bơm để giúp vườn thoát nước nhanh hơn. Khu vực nuôi trồng thủy sản, trời nhiều mây làm giảm lượng ánh sáng mặt trời để thực vật phù du trong ao nuôi quang hợp. Điều này có thể dẫn đến nồng độ oxy hòa tan giảm thấp vào cuối ngày và giảm thấp hơn nữa vào ban đêm khi quá trình quang hợp kết thúc. Do vậy, cần cung cấp đầy đủ oxy, đặc biệt là vào ban đêm bằng các dụng cụ sục khí. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi dự báo thời tiết tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin sau. Thân mến, chào tạm biệt.